Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Chương Trình đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết. Hiện có 14 phường xã trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa. Tại cuộc họp, các địa phương, sở ban ngành đã báo cáo công tác phòng chống dịch trong ngày cũng như việc triển khai quyết định số 2905 đến từng tổ dân phố, người dân và doanh nghiệp cùng một số vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ. Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, từ 8 giờ sáng mai ngày 5 tháng 9, thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu thực hiện quyết định số 2905 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, các địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định, quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch trong 20 ngày qua của thành phố. Chúng ta đang nới lỏng một số các cái hoạt động ở một số các cái khu vực vùng vàng và vùng xanh. Cái này nó có một cái tác động rất lớn đến cái quá trình phòng chống dịch của chúng ta, cũng như là về mặt tâm lý, rồi các cái biện pháp, đặc biệt là chúng ta phải tiếp tục có một cái kế hoạch xét nghiệm tầm soát để phát hiện kịp thời các cái F0 còn lại ở trong cộng đồng. Tôi đề nghị các quận, huyện, công chí khẩn trương công bố và tuyên truyền rất rõ cái xác định các vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh và nói rõ các cái nguyên tắc ứng xử ở các cái vùng này. Cái việc này thì báo cáo công chí là vẫn là một cái khâu yếu, người dân vẫn chưa nhận được đầy đủ các thông tin về các cái vùng này. Là khi triển khai cái quyết định 2905 ấy thì chắc chắn nó có những cái vấn đề, ở nhất là cái thời điểm giao thời này, hôm qua tôi nói rồi, nó sẽ gặp những cái khó khăn. Thì cái việc hiểu vận dụng là đòi hỏi là các sở ngành và các địa phương phải hết sức là linh hoạt và chủ động. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung, có thể xem xét ngừng tiếp nhận cách ly nếu các khu này xuất hiện nhiều ca F0, tăng cường công tác tuyên truyền về quyết định 2905, quán triệt đến người dân nguyên tắc một cung đường hai điểm đến.